Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog nha. Thì hôm nay gia đình cũng có nấu lẩu hồng vịt lộn nha cả nhà, để ăn chiều nha. Mà cả nhà theo dõi nha, cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình mình một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì hôm nay mình nấu lẩu hột vịt lộn, thì ở đây mình cũng có một mớ hột vịt lộn nha cả nhà. Cái này mình cũng đã luộc qua sơ nó hết rồi nha. Với lại ít giò nha. Ở đây thì mình cũng có đậu hũ, thì có củ cải trắng, nấm rơm, nấm kim châm, cà rốt nha cả nhà. Đây thì mình cũng có ít mớ. Với rau ăn kèm thì ở đây cũng có cần ô nha cả nhà. Với lại rau mồng tơi. Ở đây mình cũng chuẩn bị cái nồi nước dùng nha cả nhà, để bắt đầu mình nấu nha. Giờ nồi nước mình cũng đã sôi rồi cả nhà, giờ tiếp tục mình cho giò vô nhé. Rồi bây giờ mình bỏ tiếp tục bỏ cà rốt với củ cải trắng vô luôn nha cả nhà, nước nó ngọt. Xương nãy giờ cái xương giò này nãy giờ mình nấu nước cho nó ra cho nó ngọt nước thôi nha cả nhà. Lại mình nấu lâu lâu xíu cho nó mềm. Cách khi chờ đợi cái giò với cà rốt với củ cải nó mềm thì bây giờ mình quỳnh lại mình cắt nấm rơm nha cả nhà. Ở đây mình cũng sắc bớt luôn nha cả nhà. Bây giờ mình tiếp tục mình bỏ đậu hũ vô luôn nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục mình cho nấm rơm vô luôn nha cả nhà. Bây giờ mình cũng nêm một mớ gia vị nha cả nhà. Hạt nêm nha. Bột ngọt. Muối, đường nha cả nhà. Gia vị này là không thể nào mà thiếu trong nấu ăn được. Lại cũng tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình nữa. Đây mình cũng vớt bột nó ra, nước nó trong. Bây giờ thì cái nồi lẩu của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Mình đưa ra ngoài mình nốt ra mình mới bỏ trứng vô nha. Rồi bây giờ mình cũng có cái vịt để bỏ vô cái lẩu mình nha. Trứng ngọt như thế này. Bây
Lâu lâu chú lỗ bị lộn cho mình coi nha. Cả nhà ăn lẩu cùng gia đình mình nha. Rồi, mời cả nhà ăn lẩu vịt lộn cùng gia đình mình nha. Mà bỏ này ra. Trứng ăn. Trứng ăn con. Ổ thiệt. Con cao thì quá là út bình chúng tôi ăn lọc gì lộn gia đình mình nhé. Hơi sực bị cả nhà nha. Thank you.
con chín rồi. Cái giò nó có mở mở không có già mở mở con ngồi luôn, con ngồi luôn, rồi đáy rồi mới lại tắt thôi. Để đây, đây mà. Video mình cũng đã dài, cả nhà cũng làm tới phút. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Nhà cái hay nhất là cái ủng hộ gia đình, một cách là cho gia đình một like, một cái tên cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Chào cả nhà nha.